đội tuyển nữ Việt Nam và hành trình qua con dốc kỷ lục. Dundin, thành phố mà đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với Hà Lan sở hữu một kỷ lục Guinness. Đó là con đường Baldwin dốc nhất thế giới. Như một phép ẩn dụ thú vị, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đang phải nỗ lực vượt qua một con dốc thách thức chưa từng có trong lịch sử. Đó là hành trình tại World Cup 2023. Nỗ lực vượt khó. Trong lần đầu tiên tham dự World Cup nữ, Việt Nam trải qua thách thức trên nhiều phương diện. Ở góc độ đối thủ, Huỳnh Như và các đồng đội rơi vào một bảng đấu quá khó, với sự xuất hiện của hai đại diện góp mặt ở trận chung kết World Cup 4 năm trước là Hà Lan và Mỹ. Đấy là chưa kể Bồ Đào Nha dù là tân binh, nhưng họ bắt đầu nâng tầm vị thế trong thời gian trở lại đây. Xét về góc độ di chuyển, cùng với Bồ Đào Nha, Việt Nam cũng là đội phải thi đấu ở 3 sân vận động thuộc 3 thành phố khác nhau, trải dài từ đảo Bắc xuống đảo Nam của New Zealand. Thậm chí, với thời tiết thuộc diện lạnh giá hơn cả Auckland và Hamilton, tại thành phố Dunedin vào thời điểm này, các cô gái sẽ cần phải có thêm những phương án giữ ấm cơ thể nếu không muốn rơi vào tình trạng sốc nhiệt trước khi ra sân thi đấu. Dẫu sao tính đến trước trận đấu với Hà Lan tại sân Lồng Kính, Forsyth Barr thuộc thành phố Dunedin, các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam cũng được ghi nhận ở phương diện tinh thần và ý chí thi đấu. Bất chấp kết quả chung cuộc vẫn là những thất bại trước Mỹ và Hà Lan, song trên phương diện tỷ số và cách chơi, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã không để xảy ra những trận thua với kết quả quá chênh lệch với đối thủ có đẳng cấp từ cao đến rất cao. Đó cũng là một điểm cộng cho nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn của Huỳnh Như và các đồng đội. Bản lĩnh trên con dốc. Dunedin là thành phố cuối cùng chứng kiến hành trình World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam. Một trong những đặc thù của thành phố khá lạnh lẽo này chính là những con phố được xây trên núi. Những bác tài ở đây đã quá quen với việc phải bẻ tay lái liên tục bởi sự khúc khuỷu và hàng loạt các con dốc. Trong số đó, con đường Baldwin cho đến hiện tại vẫn hiện diện trong kỷ lục Guinness bởi độ dốc lên tới 19 độ, tức là gần đến mức thẳng đứng. Như một phép ẩn dụ và dựa trên những phân tích kể trên, hành trình World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam cũng tự như đi lên đỉnh dốc vậy. Khác với những thách thức ở đấu trường Đông Nam Á và châu Á, con dốc mà những nữ chiến binh sao vàng đang trải qua ở tầm cỡ World Cup. Với những gian truân và thách thức mang độ khó lịch sử, để trở thành đội đầu tiên chạm đích trong hành trình vượt dốc ấy, một tân binh chưa có nhiều kinh nghiệm để thi đấu đường trường ở đẳng cấp quốc tế như Việt Nam, khó có thể làm nên điều thần kỳ. Song dẫu sao, sự bền bỉ đi đến hết con dốc lịch sử dành riêng cho chính Việt Nam cũng đã là điều đáng được ghi nhận và biểu dương. Cho đến hiện tại, điều mà huấn luyện viên Mai Đức Chung cần ở các học trò chính là sự điềm tĩnh và bản lĩnh thi đấu. Có thể trước thử thách rất lớn mang tên Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không thể đạt được ở phương diện kết quả. Nhưng cũng như trận đấu với Mỹ hay hiệp 2 tại màn so tài với Bồ Đào Nha, ý thức kỷ luật, tuân thủ đấu pháp cùng sự kiên cường trước đối thủ cũng đáng để người hâm mộ chờ đợi vào Huỳnh Như và các đồng đội. Chẳng ai biết bên kia con dốc sẽ chờ đợi mình điều gì. Vậy nên, đội tuyển nữ Việt Nam hãy cứ bền bỉ mà từng bước vượt qua. Như cách mà huấn luyện viên Mai Đức Chung tự hào nói với báo chí nước ngoài, đi một ngày đàn, học một sàn khôn. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ từng bước trưởng thành nơi đấu trường thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.